Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay ảnh bìa của mỹ phẩm thiên nhiên linh hương trên điện thoại. Bước đầu tiên, hãy vào App Store trên iPhone hoặc CS Play trên Android và tải phần mềm PicArt. Trong khi chờ tải xuống, các bạn hãy ấn vào link mẫu ảnh bìa ở trên để tải về. Hãy ấn vào hình mũi tên tải xuống ở bên trên màn hình. Giữ tay vào ảnh rồi ấn thêm vào ảnh để tải về. Sau đó các bạn hãy mở phần mềm PicArt trên điện thoại lên. Ấn vào hình dấu cộng bên dưới để bắt đầu. Đến đây các bạn hãy chọn ảnh bìa vừa tải xuống. Nhớ tắt mấy cái quảng cáo này đi nhé. Các bạn hãy ấn vào thêm ảnh để thêm avatar của mình. Các bạn hãy dùng hai ngón tay để zoom to ra cho dễ nhìn nhé. Tiếp theo, để làm khung tròn cho bức ảnh, hãy chọn ảnh rồi ấn vào hình dạng. Sau đó các bạn hãy chọn hình tròn và căn chỉnh tỷ lệ sao cho phù hợp nhé. Ấn vào mũi tên bên góc trên, sau đó ấn lưu là đã có ảnh avatar rồi. Hãy căn chỉnh lại vị trí của avatar sao cho phù hợp. Tiếp theo, các bạn hãy chọn biểu tượng chữ T để thêm nội dung chức vụ và liên hệ nhé. Chọn phông chữ sao cho dễ nhìn chút. Nhớ là không chọn những chữ có biểu tượng vương miện nha, vì những chữ đó phải trả phí phần mềm mới được sử dụng. Sau khi chọn xong, chúng ta hãy căn chỉnh lại kích cỡ và vị trí vào đúng chỗ nhé. Tương tự làm với số điện thoại liên hệ. Sau khi căn chỉnh hoàn thiện, các bạn hãy ấn vào áp dụng. Vậy là đã xong, ấn vào biểu tượng mũi tên tải xuống để lưu ảnh về máy nhé. Xong rồi, chúng ta hãy cùng kiểm tra kết quả thôi nào. Chúc các bạn thành công!